Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục trên phần kinh Niết Bàn. Này thiện nam tử, có sao gọi là Như Lai ứng kiến chính đứng tri nhằm đến Bà Gia Bà mà có vô lượng công đức cùng tiếng tiếng tâm lớn như vậy? Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp cung kính cha mẹ, hòa thượng, sư trưởng, thường trụ, trưởng lão vô kính chúng sinh thường trực để trì tịnh, tập trung nằm tinh tấn trí định tuệ đại từ đại bi hỷ xả và nên đặng Bồ Tát nên đặng được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thân kim cang, và đại Bồ Tát trong vô lượng vô kiếp vô biên số kiếp thập ngũ căn tu năm niệm tinh tấn trí huệ cung kính cúng dường các bảo sư trưởng, thường vì pháp chẳng vì ăn, thường vì pháp Bồ Tát nên trì một loại kinh 12 loại kinh đạt tụng thường, muốn cho chúng sanh đạt giải đạo giải thoát an ổn vui sướng trọn chẳng vì mình. Tại sao như vậy Bồ Tát thường tài tâm xúc thế tâm xúc dự thường trụ lại thường trụ tâm vô vi tâm vô tránh vô cấu tâm kiếp tâm không nghi tâm không tham không sân không giận trượt không trượt không phiền não tâm không khổ ưu tâm vô lượng tâm quán tâm ẩn đại tâm hư không tâm cung kính tâm thọ tâm thường trụ thường định thường trụ thường tu giải thoát tâm không báo đền tâm không nguyện cầu tâm không nguyện lành tâm nguyện lành tâm không nguyện cầu tâm nguyện lành tâm không nói năng ngư nghiện tâm chẳng trụ tâm tự tại tâm vô lậu đệ nhất nghĩa tâm bất thối tâm vô thượng tâm chánh trực tâm không vua như vậy tâm không đe để thuê tâm không ương ngạnh tâm không phàm phu không thanh văn không duyên giác tâm không biết lành không biết cõi tâm biết sanh ở cõi nào tâm xâm sanh ở cõi nào ở cõi nào không tự tại. Bồ Tát tu hành như vậy thì gọi là trí lực bổn sở ngự bổ sở nên được đặng trí lực bốn sở vô ý đại từ bi tâm niệm xứ thường lạc ngã do đặng huệ Như Lai nhẫn đến về Bồ Đề, đây gọi là đại Bồ Tát niệm Đức Phật. Như vậy thì trên nội kinh quý đi trên nội kinh các vị đồng tu cũng nên biết là việc mà các đại Bồ Tát thường có các tâm cung kính làm có các tâm như vậy, chúng ta thấy tâm không tham không sư không sân tâm từ bi tâm hỷ xả có nhiều loại tâm như vậy thì chúng ta thấy được sự phát triển của tánh như không như vậy thì chúng ta thấy được sự ứng cúng chánh biến tri là ở chỗ này sự vì sự chánh biến tri là việc mà chúng ta thấy được sự các tâm là không đổi các tâm không đổi
vì Đại Bồ Tát là có thiện tâm. Vì vậy mà cái thiện tâm này bao gồm cả tâm của Đại Bi, tâm vô lượng, tâm quảng đại, tâm vô thượng, tâm không, tâm thường trụ. Đó là vừa không, là không, tâm không nguyện cầu, tâm nguyện lành, tâm nguyện lành, nhưng mà tâm không nguyện cầu, tâm không nói năng nhu nhuyễn. Nói năng nhu nhuyễn là không nói những việc ảo hóa, không nói việc ảo hóa. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, các tâm ở đây là thường trụ ở tại tâm Bồ Đề ha. Và các hạng phàm phu không thể nghĩ tới được ha. Như vậy thì cũng không phải là tâm của thanh văn, cũng không phải là tâm của duyên giác ha. Như vậy thì nên đặng trí sơ lục ha. Từ những tâm này nên Bồ Tát hạnh này ha, nên đặng được trí lực bốn sở vô ý ha, nên đặng 10 trí lực bốn sở vô ý, đại từ bi, quan niệm xứ ha, thường lạc nghệ tự do. Đây là nhờ Như Lai nhận được ha, về bồi nhầm bài về mà hôm trước tôi đã giảng về thuyết pháp kinh điển là về Yavaya, là sự đứt đoạn của phiền não ha, đứt đoạn của phiền não. Đây gọi là Đại Bồ Tát niệm Phật ha. Đây là gọi là Đại Bồ Tát niệm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy trong Đại Bồ Tát thì có rất nhiều tâm biến đổi ha. Nhưng mà chúng ta chủ yếu vào tâm không giận, tâm không si, tâm không mê ha, tâm không sân và tâm không cầu, tâm không nhuyễn, nhu nhuyễn ha. Là chủ yếu tập trung vào các tâm ha, từ bi, hỷ sợ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm sợ. Đó là chủ yếu làm vào những việc này ha, những việc của từ bi và hỷ sợ. Các chúng sanh muốn đặng yên vui và rốt ráo ha, các nhân tên này các trí huệ của Bồ Tát là Đại Bi đem lệnh cho sự hồi xả, nên ngày nay hắn đặng 30 tâm vì sự tốt ráo của các tâm như thế ha, nên các vị Bồ Tát đã được 32 tướng tốt. Các vị chư Phật cũng vậy ha, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp toàn thân là thân kim sắc. Như vậy thì quý vị có thấy được sự, quý vị đồng tu đã thấy được sự rốt ráo trong tinh tấn ha. Việc tu hành là giúp cho các tâm ở đây được ổn định ha, được an vui ha, được an trụ trong đó ha, mà sự rốt ráo này dẫn đến sự an lạc trong tâm ha. Từ đó mà quý vị mới thấy được sự cái tâm, các tâm này đều là yên ổn ha. Do dẫn đến là sao, dẫn đến 10 đặng trí lực ha, 10 đặng trí lực bốn sở vô ý ha, bốn sở vô ý đại từ bi tâm ha, từ lâm xứ ngã thường lạc ngã tự ha. Vì sự nhận biết do đây là hiểu là Như Lai nhằm đến già bà già dẫn đến vì sự nhận biết của già bà già. Đó là điểm chủ yếu nhất của ứng cúng chánh biến trì ha, ứng cúng chánh biến trì ha. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển về thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video kỳ tiếp theo. Xin cảm ơn.